Đợi giọng hát loạt Medusa trong các nhóm nhạc K-pop, Lisa Blackpink khiến fan bất ngờ trước chất giọng ngọt ngào. Seungri Red Velvet đầy nội lực. Lisa Blackpink, cô em Úc vàng của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Blackpink ngay từ những ngày đầu ra mắt đã gây ấn tượng với khả năng nhảy thần sâu. Mặc dù cả bốn thành viên trong nhóm không thua kém về khoản nhảy, nhưng Lisa luôn nổi bật và chiếm spotlight khi trình diễn trên sân khấu bởi kỹ thuật nhảy điêu luyện cùng những chuyển động cuốn hút. Cô nàng còn là một rapper được đánh giá cao trong làng nhạc K-pop với chất giọng vô cùng cá tính. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Lisa khiến người hâm mộ trầm trồ bởi giọng hát ngọt ngào và nhẹ nhàng. Mặc dù không phải là giọng ca khủng nhưng rất dễ nghe và có cảm xúc, không quá lời khi gọi Lisa là nữ thần tượng toàn tài của K-pop. Seungri Red Velvet. Seungri nổi tiếng với gương mặt pha lẫn sự cá tính khuôn ngầu với nét đáng yêu như loài gấu, biệt danh thân thương mà người hâm mộ gọi cô nàng. Nam main dancer của Red Velvet luôn gây ấn tượng mỗi khi trình diễn bởi những bước nhảy điêu luyện và thu hút. Cô nàng có thể vừa cười tươi đáng yêu ở ngoài, nhưng khi vào thế nhảy, nữ idol lập tức chuyển sang thần thái chuyên nghiệp và khuôn ngầu. Bên cạnh khả năng nhảy đỉnh cao, Seungri còn sở hữu giọng hát giàu cảm xúc và nội lực. Được biết trong nhóm, Seungri là thành viên thường đảm nhận những phần hát khó và các nốt cao sau giọng ca chính qua đi. Cô nàng cũng từng gây sốt với loạt bài hát cover khoe được chất giọng khỏe của mình. Momo Twice. Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu đặc trưng của các thần tượng người Nhật, Momo khiến fan say đắm bởi sự dễ thương đó. Tuy nhiên, cô nàng lập tức trở nên vô cùng cuốn hút và thần thái khi nhảy trên sân khấu. Các bước nhảy của Momo luôn gây ấn tượng bởi sự gọn ghẽ, dứt khoát và điêu luyện. Thế nhưng, giọng hát của Momo lại liên tục nhận về những bình luận không mấy tích cực khi bị chê là giọng yếu. Người hâm mộ lên tiếng bênh vực và cho rằng chính JYP đang cố tình ép giọng của cô nàng bởi trước khi debut, giọng hát của nữ idol khá khỏe. Đúng như lời fan nói, ngày 9 tháng 11 năm 2021, Momo đã tung bản cover ca khúc The First Time in the First Place là nhạc phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc như ngày sinh nhật chính mình. Cộng đồng mạng phải vội quay xe trước chất giọng thật vô cùng ngọt ngào của Momo. Jaehyun, cựu thành viên EXO-N. Jaehyun gây ấn tượng khi trở thành một mảnh ghép của EXO-N thông qua chương trình Sống Còn Produce 48. Cô nàng khiến người hâm mộ thích thú với khả năng nhảy điêu luyện cùng các chuyển động lôi cuốn. Bên cạnh đó, Jaehyun còn gây ấn tượng với giọng hát nội lực khi cô nàng có thể lên những nốt cao trong bài. Chính Jaehyun cũng ngạc nhiên trước giọng hát của mình khi lần đầu tiên cô nàng thử sức với vị trí hát chính trong vòng bán kết của cuộc thi Produce 48. Khi hoạt động trong nhóm EXO-N, nữ thần tượng nhận được nhiều lời khen về màu giọng sáng và ổn định khi trình diễn trực tiếp. Unice DIA. Unice là thành viên đã tài bậc nhất DIA khi nhận vai trò hát chính kim nhảy chính cùng lúc. Cô nổi tiếng về khả năng lên nốt cao, đã vậy giọng hát còn ổn định vững vàng nhất nhóm. Khả năng nhảy của Unice cũng được đánh giá cao. Nữ idol thường xuyên phô diễn vũ đạo điêu luyện để xứng đáng với danh hiệu main dancer của DIA. Mia Everclow. Everclow từng bị gọi là nhóm nhạc Mia và những người bạn vì nữ idol quá nổi bật, là người có kỹ năng ca hát tốt nhất nhóm, nên Mia nghiễm nhiên được trao cho vị trí main vocal. Lai hát lúc nào cũng dẫn đầu trong các thành viên. Dù nữ idol gây tranh cãi vì hát quá nhiều, nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng hát live của Mia. Nữ thần tượng không những hát hay mà còn nhảy giỏi, do đó cô nhận luôn cả vai trò main dancer. Cô nàng sinh năm 2000 chẳng những dễ dàng thực hiện các động tác khó mà đôi khi còn diễn solo luôn cả đoạn dance break. Đây cũng là lý do spotlight trong các ca khúc của Everclow thường xuyên thuộc về Mia. Các thần tượng đảm nhận nhảy chính luôn khiến người hâm mộ trầm trồ trước khả năng nhảy thần sâu và cuốn hút, trong khi đó họ lại nhận về những nghi ngờ hay thậm chí là đánh giá thấp về khả năng ca hát. Tuy nhiên, những main dancer trên đây lại khiến người hâm mộ ngạc nhiên trước giọng hát hay không tưởng. Quả là những thần tượng toàn tài khi không chỉ có thế mạnh về khả năng nhảy mà còn cân được khoảng hát. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.